chào các bạn. Trong cái clip này tôi sẽ đưa ra một hai cách để chúng ta đi từ cái son 7 về đô trưởng trong một cái bài hát giọng đô trưởng chẳng hạn. Thật ra chúng ta không nên suy nghĩ theo cái kiểu này vì nó cụ thể, nó quá cụ thể tới độ mà nó khó áp dụng. Như nhiều lần tôi nói thì cái cách tư duy chúng ta là chúng ta đi từ một cái điểm này tới một điểm khác, từ một cái release tới tension, hoặc là từ tension tới release, hoặc là từ release tới release, hoặc từ tension tới một cái tension. Thật ra thì chúng ta chỉ có hai điểm để chúng ta đi thôi. Cái vốn từ chúng ta càng nhiều thì chúng ta càng có cái tự do đó. Cũng giống như chúng ta nói tiếng Việt như này này, tại sao thì tôi nói nó chỉ có một vài từ tôi lặp đi lặp lại chẳng hạn. Như có một ví dụ như nhà văn thì người ta vốn từ người ta rộng, người ta nói năng nó hay hơn các thứ, thì cái đó nó đòi hỏi sự luyện tập và khởi đầu là một cái tôi nghĩ cần một cái thay đổi tư duy. Để cụ thể ví dụ như có một cái bài nào đô trưởng, ví dụ bài Mưa Hồng chẳng hạn, ví dụ như bạn đánh tới cái chỗ mà son trưởng, xong các bạn đi về đô trưởng chẳng hạn, son bảy và đi về đô trưởng, đến thâm ví dụ mây âm thầm mang gió lên, xong chúng ta chớm nắng đó, tức là chúng ta vẫn còn cái đôi son bảy đây và chúng ta chờ một cái này để chúng ta về lại đô trưởng, đúng không ạ? Thì thay vì chúng ta cứ giữ cái đô son bảy này ngoài, chúng ta có thể đánh son bảy si dáng 13. Thật ra cái này là si 7, xong có một nốt đây là nó son, thì nó son đây là cái quãng 13 hoặc là gọi là quãng 6 cũng được, gọi cái gì không quan trọng, các bạn nghe cái âm thanh nó. Và si thứ 7 dáng 5 thì cái này ở trong cái scale rồi à. Thì các bạn thấy nó đi từ một cái tension, tension, tension về đây. Mây âm thầm mang gió đến, chớm nắng. Các bạn trở lại. Đó. Hoặc là cũng gần gần như vậy, các bạn có thể đánh son, son. Nhưng mà bass là bass si, son, son. Cái này các bạn nghe, nghe này, thứ, đúng không? Các bạn nghe tính chất thứ. Thì đây là gì? Là pha thứ 6, nhưng mà cái bass nó là bass đô. Tại sao chúng ta dùng bass đô? Bởi vì chúng ta đang, chúng ta đang son này, si, đô này. Chúng ta đừng có nhảy, ví dụ thì son si xong rồi nghe nó quái gở nghe đó. Thì cái này là những cái voicing chúng ta phải, chúng ta nên làm cho nó đừng có nhảy quá. Tóm lại son 7 son bass si pha thứ 6 nhưng mà bass đô và trở lại đô, đến thăm mây âm thầm mang gió lên, chớm nắng đó. Thì đây nó chỉ là hai cách thôi, tức là hai cái từ. Nếu mà các bạn hiểu nguyên tắc thì các bạn có thể tự tạo ra cái từ của mình, hoặc là các bạn nghe ai đó xong chúng ta học hỏi, chúng ta bắt chước. Và quan trọng là chúng ta dùng được cái đó. Một khi chúng ta hiểu nguyên tắc thì chúng ta dùng, và dần dà thì cái đó nó trở thành cái vốn từ của chúng ta, và chúng ta không có bị hạn chế theo cái kiểu là cái bài này chúng ta chỉ có
sử dụng theo đúng những cái như này. Có thể có lúc chúng ta đánh này, có lúc chúng ta đánh tiếng khác. Đó thì theo tôi nó phải đi từ cái chúng ta đặt vấn đề, chúng ta hiểu, chúng ta làm quen và chúng ta thẩm thấu, nó trở thành cả của mình. Thì còn nếu chúng ta chỉ dừng ở một cái chuyện mà bắt chước từng hợp âm một thì theo tôi, vì âm nhạc nó cũng giống như là một ngôn ngữ thôi, chúng ta không thể học ngôn ngữ theo cái kiểu như vậy được. Bắt chước từng từ và chúng ta không thể tự nói được, thì theo tôi cái đó nó không thích hợp. Rồi, xin cảm ơn.